chồng sinh trở thành thần hào. 50 năm trước, tập 2, sắp tiền 55, lên phân bộ làm gì phòng bộ tài nhé. Chào phòng phòng, hai người đã ly hôn rồi. À, cảm ơn đã nhắc nhở. Đi đó, sao không đi? Còn gì để nói với cái loại người đó nữa? À, có một số chuyện không nói rõ thì anh ấy sẽ không chịu buồn. Thì đó mềm lòng với châu vô phòng quá. Tôi thấy là vẫn còn tình cảm đặc biệt đấy. Chà chà, nếu cái loại nếu không thì sao lại dây dừa như thế được chứ. Lý Gia Tài, đấu rồi. Thì đó, sao bên kia nói chuyện gì nói đi. Tiểu đoán, sau khi em đi có rất nhiều chuyện xảy ra. Hồ Hán đã bị bắt, chuyện cha mẹ anh cũng được đãi ngộ công bằng. Vụ nà thì đang giữ khỏi tiền bồi thường. Vậy nói về hôm nay nhé. Tiểu đoán, em xem đi, anh bỏ ra một buổi tối kiếm được bao nhiêu tiền đây nè. Cho vô phòng, chúng ta đã ly hôn rồi, sau này em còn phải cưới người ta, anh đừng có bám lấy em nữa có được không? Anh và Lệnh Thủy Địa cả đời này chúng ta đừng có gặp nhau nữa. Chịu đó. Hôm sau, ở đây. Ồ, đây không phải là ông anh lần trước cùng nhóm mua hàng sao? Anh Từ à, anh cũng tới rồi. À, thì công ty đến xem kiểu dáng mới khác vừa lên. Ờ, công ty thương mại. Tổng mình đó, tôi là nhân viên của công ty thương mại quốc tế Hàng Hải. Công ty thương mại quốc tế Hàng Hải à? Từ túi già, quần áo đơn giản đến đại lý ướp lạnh cỡ lớn vân vân. Chỉ cần là thương mại xuất nhập khẩu đều thuộc vào phạm vi quản lý của nó. Cũng chính là nói, một số sản phẩm quốc ngoại đều có liên hệ đến đường đi tới xưởng phù hợp. Anh Từ à, chút nữa cùng đi nhé. À được. Vô phòng à, lượng tiêu thụ chiếc hải cao như vậy, mới một ngày cậu lấy đến nhập hàng rồi sao? À, vì sau thi sĩ càng cao, buôn bán tốt mọi người đều xây thành chế dành để lại. Sau này cạnh tranh thì càng ngày càng lớn, lợi nhuận cũng sẽ bị giảm đi xuống. Tôi biết cho nên buôn bán của tôi chỉ có mấy ngày. Hả, ý gì? Cạnh tranh giá cả, còn tốc chiến thì tập thắng. Tức là, ôi, tao là tức chết mình rồi. Đã ly hôn rồi, mà vẫn như âm hồn mật tán vậy. Đuổi tới tận đây. Thì đó, cậu ta đến khi nào? 2 ngày trước. Anh ta có vay không lẽ đến mượn tiền. Lần này con lẽ cho cậu ta mượn bao nhiêu tiền? Vinh Quang, anh ấy không mượn tiền, chỉ có nói vài câu. Câu gì? Con phải ở sầu lường bạn học chỗ không người nói chuyện. Bố xem, ở cháu xem, để cho bố cháu tức giận rồi nè. Tưởng mình. Cháu lúc đầu không để cho con gả cho cậu ta, nó không chịu nghe. Thì đó, hay là chúng ta cho cậu ta chút tiền để cậu ta đừng có gì dịu với con nữa. Còn được, không được. Cái lỗi người này tôi rõ ràng nhất. Cho ta một lần, sau này sẽ có vô số lần. Trực tiếp đem em đi bắt khu. Ừ, vậy phải làm sao? Nè, à, không sao, tôi còn sẽ giải quyết tốt. Ông chủ à, cho một quần ống lòe. Ồ, nhanh như vậy đã mở hàng rồi sao? 99,9 một đồng có đúng. Đồng có đúng không? À, xin lỗi, cô trước đây không có đăng ký đặt hàng, bây giờ là 110 đồng rồi. Ý, tại sao lại tăng nhiều như vậy? À, hôm qua là bán gia nhập, không kiếm tiền, số lượng thì không nhiều. Lần này cũng không có mấy cái, tôi không thể đem quần người khác đặt trước tiền bán cho cô được. Vậy cũng không thể trực tiếp tăng 10 đồng lên chứ. Dựa theo giá hôm qua bán cho tôi đi, nếu không thì tôi đi đó. Tôi sẽ không được rồi, tôi không thể lấy lại tiền. Công xưởng đồ bán với cái giá 130 đồng cho bên mà đủ rồi. 110 thì 110, lấy một cái cỡ nhỏ. Ông chủ à, hai cái nhỏ, còn một cái cỡ trùng, tôi đặt, tối hôm qua tôi đặt. Ông chủ à, quần ống loe này sửa mình không? À, sửa mình chưa, cô xem đường chi này đi, cắt bánh cạnh nè. À, mi nữ này, 110, mua rồi, may mắn là cái cô đặt rồi,
Bạn không thì cũng là 110, một đồng là còn thiếu. Nào, tiền cọc thì trả cho cái cô. Hồi vận mày tốt và chúng ta đã đặt mua rồi. Kiểu dáng này quả nhiên là hàng tốt. Hàng hot kiếm được rồi. Tiếp theo, sau đây là hiệu quả, chắc sẽ càng nhanh hơn. Mấy ngày sau. Quà làm ăn không tệ nhỉ? Là cậu sao? Bạn tôi cũng muốn một cái, vẫn dựa theo giá cũ bán cho tôi nhỉ? À, số lượng hàng được tiếp. Tại nhà thấp nhất là 110 rồi. Cậu thật là biết làm ăn mà. Thì cũng mà tình rình. Rồi. Tăng làm một như vậy. À, hôm nay tổng vệ sinh. Hôm nay nhé, tôi chuẩn bị đi chợ đồm hẹn lấy quần. À được. Đi đó à. Đến giao lộ tự mình đi lấy là được rồi. À, chú vô phòng cậu ấy. Không sao đâu, cùng đi đi. Mình có chuyện tìm anh ấy. Đi đó, cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Có những nam nhân cậu không có cách nào cùng mình ta giao tiếp. Cậu hắn là chú xà. Nhưng những điều này bắt buộc phải nói. À được, vậy đi thôi. Còn số bé có thể đặt hàng trước. Tôi lại đến nhà máy bên kia lấy hàng. À, tôi muốn một cái, tôi cũng muốn một cái. Chờ vô phòng tôi đến lấy quần. À được. Của cậu tổng cộng 3 cái, cuối cùng nhau à. Được. À, cảm ơn bà học cụ nhà ủng hộ thường xuyên đến nha. Bà học cũ mua 3 cái. Hồi nhìn chính là có đảm bảo rồi. Thì đó của cậu. Cậu giữ đi, tôi không cần. Vậy tôi đi trước nhé. Ừ. Chưa vô phòng. Ờ thì đó, sao em lại đến rồi? Anh bây giờ có thời gian không? Muốn cùng anh nói chuyện chút. À, có phải là vì chuyện của tối hôm qua đó, người nhà của em xin lỗi nhà tiểu đoái. Ừ? Anh biết đã gây rắc rối cho em, dù sao thì chúng ta cũng đã ly hôn rồi. Nhưng anh chính là... Tiểu đoái, em đồng ý, anh đồng ý với em, vì sao sẽ không gì dự với em nữa. Nhưng mà em muốn lấy chồng thì anh lúc nào cũng có thể chuẩn bị lấy em. Em không trả lời thì anh coi như em đồng ý rồi nhé. Em đến rồi à, cảm ơn anh đã tiễn em. Gì đó? Ừ? Anh chính là cảm thấy ngồi anh ra thì ai cũng không xứng với em. Ừ. Sao giờ mới về đây? Mắt sao đó vậy? Tôi một vòng lại bắt nạt con. Không sao, hạt cát rơi vào mắt thôi. Chị à, chị không phải lại đi tìm cho vô phòng rồi đi chứ? Tưởng tiểu hòa. Chị không phải là đáp ứng bố mẹ không cùng anh ta gì vô rồi sao? Chị đi tìm anh ấy nói rõ, về sau chúng ta sẽ không giao thiệp nữa. Thật sự, lời của cậu ta có thể tin mấy từ. Nhà chúng ta có hẹn xong với người nhà tiểu lâu rồi. Ngày mai hai con, hai người các con đi ăn bữa cơm. Con không đi, có thể đừng bắt con đi xem mắt được không? Con bây giờ chỉ muốn một mình. Con nhìn xem đi, con bây giờ đó, bằng tốt nghiệp phổ thông, con bị tạm thời là ly hôn. Còn nếu như không phải là con gái ta tiêu lâu, có thể đồng ý xem mắt hay không? Vì ta trực tiếp lấy bố luôn đi. Ôi trời, trái tim của tôi. Tiêu đó. Mẹ. Tiêu đó, lúc trước không giờ con lấy chu vô phòng đồ khốn đó thì con cũng tức giận như vậy. Từng. Nhưng kết quả thì sao? Lần này con nghe lời, bố mẹ sẽ hại con sâu. Đi rồi, con nghe lời. Con nghe lời. À, tôi muốn một cái ống quần, ống lòe size to. Cái này con xem đi là cỡ to. Nhưng mà có nói người kia có buồn cười không? Chờ vô phòng, làm sao cậu cũng lại ở đây? Thì đến bán quần đó. Cậu kết hợp quần áo đẹp đấy. Nhìn so với người bên cạnh thì có vẻ tây một chút. Chờ vô phòng, cậu có biết nói chuyện không vậy? Mặc quần không đàng hoàng như thế này thì của cậu thì là phong cách tây sao? Đập trường à, cậu làm sao có thể nói bạn cùng lớp không đàng hoàng chứ? Chưa vô phòng, cậu ở giữa bạn học. Bà bồi ở tới không có ý đó. Cậu vẫn còn nhớ chúng ta là bạn học sao?
Vừa rồi ai bồi nhỏ vườn tôi bán không đụng tràng thiên. Tớ lập trường à, chúng tôi tự kinh doanh, tự lực cánh sinh, bán một cái mới kiếm có 2 hào, còn cậu thì nói xấu như vậy. Cậu nói bán một cái kiếm 2 hào lợi nhuận á? Thôi đi đây, không có thời gian cùng thẩm đại tiêu thự hàng huyền đâu. Đi bày hàng đây. Cái tên Gia Hóa này, mời bồi à, sau này chúng ta gặp chùa Bồn Phộng, đừng có tiện tới chào hỏi không thân. Tiêu xong à, không ngờ tiêu thự cậu có thể làm như vậy đó. Trong chợ đồng cậu buôn bán tốt nhất đó nha. Anh Toàn không vừa lòng thì anh nói, cái quần này kiếm bao nhiêu thì tôi còn thực sự không biết. Tôi chỉ làm công cho người ta. Vậy ông chủ cầu đầu, các cậu thực sự cùng người ngoại quốc có cửa ngõ lý hàng sao? Anh Tần à, anh đến nhắc cả tôi rồi. Một người đi làm công, người ta làm sao sẽ cho tôi những cái này chứ? Được, tiểu tử cậu một câu cũng không thật à. Sau này ở chợ đêm này cậu cũng không còn đến nữa, tính là cái thá gì? Được rồi, chẳng qua hôm nay phí quản lý nộp rồi, phải làm xong. Được, từ nay về sau cậu đừng có nghĩ đến đi bán hàng nữa. Trong dữ liệu chỉ là không nghĩ đến. Có người nhanh như vậy đời không nổi rồi. Chẳng qua coi là chiếm trước thị trường, khảo sát lựa chọn, đặt hàng đến vận chuyển cũng cần có thời gian. Khoảng thời gian này đủ để mình kiếm một mớ rồi. Anh Từ là em, dù phòng mà có chuyện gì vậy? Anh Từ giúp em một chuyện đi. Sáng ngày mai em đi A Hương, vậy giúp em đặt một lô hàng. Tiền hàng ngày mai em đến Quảng Hải đưa cho anh. Không vấn đề. Đặt bao nhiêu? 110 cái. Trên tay mình còn 8 cái. Nếu như 118 cái đều bán ra thì đạt đến và nguyên hộ có có của ăn của để rồi. Chú Dân Phong, cậu đang nghĩ chị chùa không đem nguồn cung cấp hàng hóa ra, cậu đang nghĩ trà trộn vào chỗ này. Chú Vũ Phong, tiêu đó hết chào. Anh ý. Alo Vũ Phong à, cậu xuống xe lửa chưa? Được, tôi ở nhà đây cậu. Anh Tự, đến, ngồi vào đây. Vân ống lòe nhập về chưa? Nhập về rồi, đợi ở kia kìa. Ồ, cảm ơn anh Tự. Vũ Phong à, chưa ăn cơm nhỉ? Đến đi, thử tay nghề của tôi. Được, có cơ hội thì em cũng trấu tay ngựa nấu cho anh ăn. Vũ Phong à, nói ra lần này sao lại gấp gáp nhập hàng như vậy? Đã có không ít người đố kỵ rồi, còn có y hiếp là em muốn tìm ra cho nhập hàng. Đó là chuyện trong dữ liệu rồi. Quần ống lòe bán chạy mà, miếng tì tờ như vậy khẳng định là có người muốn cướp rồi. Vậy cậu từ chỗ quần ống lòe tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn 1 vạn đi. Nhiều như vậy. Cậu bán được bao nhiêu một cái? Thì 110 đồng một cái. Đắt như vậy cũng có người mua sao? Thành phố Chiết Hải bây giờ là lúc hiệu quả và lợi ích tốt nhất. Trong tay người dân đều có tiền. Kỳ lạ chính là đi trên con đường cao cấp. Anh Từ à, đưa anh. Dự phòng mà nhập hàng tổng cộng là 4.950. Cậu đây là sổ tiết kiệm 5.000. Nhiều rồi đó. Còn lại 50 lưu trữ tạm thời ở chỗ anh nhé. Tất cả vừa mới bắt đầu thôi. Quần ông lè lô hàng cuối cùng nhập tới xưởng đây, Hồ Viện Giá Địa. Giải quyết hàng tồn kho đấy, quần ông lè. Lúc trước ở chợ đồn muốn mua cái này rồi, đi xem. Ở đâu cũng có mặt. Xử lý tồn kho 110 đồng một cái. Tồn kho vốn 110 đồng một cái ư? Rồi lối hàng cuối cùng tại xưởng rồi. Sau này không ở thành phố Chiết Hải bán nữa. Chiếu là ban đầu không kiếm tiền. Vậy vẫn còn cái chút đất đi. Xử lý hàng tồn kho đây, 3 ngày cuối cùng. Thế là một buổi sáng bán được 1/4 lượng hàng. Chìm ra cũng có người khác
cũng nhập hàng bán ra rồi. Huống hồ một khi trung tâm mua sắm có sản phẩm cạnh tranh thì bán rẻ hơn so với mình, vậy thì tích lũy triền miên trước đây sẽ sụp đổ trong chốc lát. Chứ dù giảm giá xuống thì cũng không hẳn có người mua. Cho nên trước đó cần phải đem tất cả quần ống lòe bán hết. Thắng rồi. Thôi nhàm chán không chơi nữa, tới đi phòng chờ trang điểm đây. Đó à, cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt. Vừa rồi mẹ tớ nói Lưu Thụy kia muốn qua đón tớ. Đón cậu? Đối tượng xe mắc kia của cậu khá thân thiết hả? À, tớ nhìn thấy anh ta liền phiền lòng rồi. Cảm thấy anh ta người này rất là khó chịu. Hơn cái tên Chu Vũ Phong kia. Cùng đi đi. Tớ vừa hay cũng muốn ra ngoài. Quần ống lề nhập khẩu đầy xử lý hàng tồn kho lớn 3 ngày cuối cùng. Thật sự chỉ là 3 ngày cuối cùng thôi nha. À, bao nhiêu tiền một cái? 110. Lấy một cái cờ nhỏ đi. Lô Thụy. Đây là cờ nhỏ ngay cầm lấy. À, chào các cậu, tôi là bạn của Tiểu Đoá. Tiểu Đoá, người bạn này của cậu khá được đấy. Con tự mình chỉ tới nhờ tới đón cậu. Nhà cô, nghe nói người sống ở đây đều là những người giàu có đáng kính. Không ngờ nhà cậu lại lợi hại như vậy. Ờ, chúng ta đi vào đi. Cậu và Tiểu Đoá riêng đi cùng nhau đi. Đông người mới vui, vừa hay quen biết lẫn nhau. Được. Ngày cuối cùng, 3 ngày cuối cùng. Chu Vũ Phong, anh ta sao lại ở cửa tiểu khu nhà tớ thế này? Nghe bọn họ nói người kia ở đây một ngày rồi. Để chút, Chu Vũ Phong, tên Tiểu Đoá à? Đó là chồng trước của cậu. Tên Tiểu Đoá, cậu có ý gì? Cái gì? Tôi có ý gì? Thế cậu xem anh ta có ý gì? Tôi nhìn trong trước của tôi thì sao? Là chuyện rất mất mặt sao? Trời, chuyện to thế nào thì cũng không cần cãi nhau, đi vào. Tường thì đó, cậu có đi hay không? Tôi không đi. Cậu có thể đừng có chỉ đạo tôi không? Còn có Lưu Nhị, tôi muốn nhìn đâu thì nhìn đó. Không liên quan đến việc của cậu. Tên thì đó, cậu lại cho là tôi nguyện ý cùng ngồi xe mắt sao? Nếu như không phải cục trưởng tưởng thì tôi còn xem mắt với cậu hay sao? Công việc tạm thời ở thư viện. À, thì đó à, qua đây. À, đến đây. À, giúp anh đeo túi lên nhé. Quần ống lè sự khuyến mại lớn này, lỗ hàng cuối cùng bán hết thì không còn nữa đâu. Các tường thì đó, mất nhìn được đó. Cùng với cái loại trà nam này, một cái quần mới kiếm cái hài hào đáng đời cả một đời sống cực khổ. Quần lè bán phá giá đây, thật sự không kiếm lời. Công nhận nhập cừ không dễ, một cái kiếm hai hào đây. Người ta khổ cực kiếm tiền, vậy mà lại qua đây cố tình làm khó, thật là không biết điều à. Đồng đó, cậu đi làm ở đâu thế? Thầy cô giáo thế nào vậy? Ra cậu như vậy sao? Hả? Ờ, tôi... Hai, tới đi, cho chị một cái cờ lớn. Chàng trai à, cho chị lại hai cái, một cái cờ lớn, một cái cờ nhỏ. Ôi, được. À, cảm ơn hai chị. Cảm ơn. Cái quần này chất lượng không vấn đề. Sơ cái thì biết liền. Kiếm được đều là tiền cơ khổ mà. Đúng vậy đó, chị xem, chàng trai này ấm mệt sắp khóc rồi kìa. Ồ, hàng cuối cùng, 2 tấn sướng xử lý hàng tồn kho, thật sự không kiếm lời. Nghe chị gái vừa rồi mới nói xong, cái quần nhập tại xưởng này bán lỗ vốn này à. Ồ, đi xem. Chú vô phòng hóa ra chịu khó như vậy ư? Chắc là muốn cố gắng rồi, nhưng có vũ lực thì cũng không được. Đi thôi, tìm cô bà bối bọn họ đi. À được. 4, 6, 8, 10, 12, 14. 42 cái, hôm nay bán được 42 cái sao? À thì đó, thời gian không còn sớm, anh đưa em về trước nhé. À được. Chiều hôm nay người kia là bố mẹ em ăn bài cho em gặp, em cũng không còn biện pháp. Vậy bán anh thân em thì sao? Đối với người đó nhìn như thế nào? Đương nhiên là vì đối phó với người trong nhà.
À, được rồi, quay về thôi, nghỉ ngơi sớm. Thì đó à, cùng với Lưu Thị như thế nào? Tạm được. Anh cũng ở đây à? À, đến cùng với bố mà một chút chuyện đi. Em đi nghỉ ngơi trước đi. Ừ. Bố, chuyện bố vừa nói là thật. Giá nhập quần ống lòe kia là 45, chợ đơm tiêu tử kia bán 110 một cái, lợi nhuận nhiều đến như thế nào sao? Trung tâm thương mại của Vàng Vàng thì đã có cửa hàng nhập hàng cuối rồi, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Bán 110 một cái đất như vậy có thể bán được sao? À bố à, yên tâm đi, hoàn toàn có thể mà. Chợ đơm và công viên gia địa đều bán đều lột 110 một cái, lượng tiêu thụ thì rất tốt. Bố à, con lớn lửa cái gì nữa, bây giờ cho con mượn 5.000 đi. À, không đầy một tháng thì con trai cả trái à, trả bố cả lại lần lượt. Buôn bán là chuyện thay đổi trong nháy mắt, tiền chậm một bước liền bị người khác giành mất rồi. Bố à, bố nói đi chú. Được rồi, vậy bố nói cho con, đây là lần cuối cùng con mượn tiền đó. Thôi được rồi, cảm ơn bố. Bố yên tâm đi, lần này tuyệt đối kiếm lớn mà. Bố đợi mà hưởng thụ sung sướng đi. Được rồi, trước mắt thì Tiêu Hòa tìm công việc trong nhà chị Tiêu cũng không ít. Có Tiêu đó đột ngạc, đủ ngột ngạt rồi. Con cũng đừng có làm tùy tiện. Bố à, con đây là kiếm tiền cho nhà chúng ta đó. Khi tưởng Tiểu Đoá kích hồn cầm đi bao nhiêu đồ lấy công về được cái gì? Hơi vàng vàng tốt xấu gì cũng có một cửa hàng. Ngô Tổng à, chuyện quần ốc lè kìa. Nguồn nhập hàng thì không còn lo lắng. Cậu có thể từ bên cạnh trực tiếp lấy hàng. Ngành 13 Hoàng Hải bên kia bán xì thấp nhất 45. Chân quà tôi có thể cho cậu. Ngô Cát Tường. Bao nhiêu? 40. Ôi chào anh Ngô, cảm ơn anh nhiều. Càng tiến lại. Hai ngày này thường nhận trong cao ốc Bách Hóa đều mà toàn là thảo luận chuyện quần ông lè, đều đang tìm nguồn. Anh Ngô, vậy mà giá bọn họ nhập. Yên tâm đi, bọn họ cũng lấy là 45, còn có 50. Ngành 13 bên kia thì nhóm người thông minh lắm. Anh Ngô à, có lời này của anh thì em càng thêm yên tâm rồi. Do đó chứ còn bọn họ dám nhập hàng danh làm ăn với tôi sẽ ép giá. Bọn họ bán 110, tôi chỉ bán 100, bán 80. Tôi chỉ bán 70 thôi, bọn họ nói như dám bán 45, tôi liền bán 44. Tôi xem cái đám cháu này làm sao mà đấu với tôi đi. Ồ à, đúng rồi, về ngồi à, chỗ hàng kia của em khi nào thì mới tới? Ở chiều ngày mai, không phải gấp, không để ý một hai ngày chứ. Thành phố Chiếc Hài chắc chắn cậu nhập hàng đầu tiên. Ui quá tốt rồi, chìm ra công viên giai địa đã bảo hòa rồi nên đổi địa điểm thôi, không mà đi cao ốc Bách Hóa xem bên kia xem. Cậu có phải là trước kia ở chợ đồng của công viên thì bán quần ống lè kia không? À đúng gì ạ? À? À, cho tôi một cái cửa to. Tôi cũng vậy, một cái cửa to. Xem ra chỗ này vẫn có thể bán mấy đường. Quần ống lè nhập trực tiếp tại xưởng này có công dụng tạo hình cơ thể. Chỉ còn lại hai cái cuối cùng, hai cái cuối cùng thôi. Thật sự chỉ còn hai cái cuối cùng ư? Ui, tôi muốn một cái cửa nhỏ. À, chị gái à, chị trả tiền trước. Châu Vô Phong. Chú à, chỗ bà có loại quần ông lề kia không? Ừ, không có. Đi, chúng ta đi chỗ khác xem. À được. Thật là cái tên giao hỏa này làm sao vẫn chưa quay lại vậy? Tiếc dần dần. Làm sao giờ mình nên hỏi nguồn nhập như thế nào rồi chưa? Buổi sáng hôm nay có mấy người đến hỏi quần ông lề rồi đó. Hả? Nhờ rất nhiều quan hệ thì mới hỏi được rồi. Còn là nhập hàng ngành 13 Quang Hải, bây giờ giá đã lên tới 50 đồng rồi. Cái gì một lát đã tăng lên 5 đồng? Anh lờ mờ sớm một chút mượn tiền bà thì đâu có chuyện này chứ. À được rồi, đã đặt xong rồi. 5.000 đồng 100 cái quần ông lìa. Vậy thì tốt rồi, hàng khi nào tới? Buổi chiều ngày mai hoặc là buổi tối. Ngày kia nói như vậy thì ngày kia chúng ta có thể bán quần ống lê rồi. Em tới một chút thì bán hai cái quần bằng một tháng lương của anh rồi đó.
Ừ, đúng vậy. Nói như buôn bán tốt vân vân à, anh dứt khoát từ chức làm cùng với em luôn. Ây da, không ngờ rằng nhà như vậy đã bán hết trơn rồi. Alo anh Từ à, là em Du Phong. Du Phong à. À Hương, bên kia bây giờ tình hình thế nào rồi? Đã tăng lên 50 một cái rồi. So với trong dự tính thì nhanh hơn một chút. Còn bên đó tình hình thế nào? Bán bao nhiêu rồi? À, đều bán hết rồi. Ý, đều bán hết rồi, kiếm hơn một vạn á trời. Đúng vậy. Trời, Dục Phong à, có con nhập hàng hay không vậy? À, không nhập nữa. À, Hương bên kia đã tăng giá rồi. Nói thẳng ra thì rất nhiều thương nhân đã bắt đầu nhập hàng rồi. Có thương nhân lớn nhập, thậm chí là nhập giá thấp. Nó nhìn ta ép cái giá đó xuống thì tất cả mọi người đâu không chịu nổi rồi. Anh Từ như vậy trước đã, trở về là tìm anh, em vẫn phải giúp người khác một chút. Wow, anh Tần. Ừ, cậu đến làm cái gì? À, đến thăm anh Tần hút thuốc không? Ừ. Cậu đây là cái gì? Anh Tần à, chậm chút chút đi, để em quay lại bày hàng nhé. Không có chỗ nào tốt bằng chợ đêm. Quay lại, đi đến chợ đêm là dành cho những người thất nghiệp quay lại chen vào. Cho nên cậu không có tư cách đấy. Anh Tần à, lần này em là thánh ý chân thành ở nhà, không chỉ là thú thôi. Nguồn nhập hàng em cũng nói cho anh luôn. Ồ, thì từ cậu sớm nói như vậy có phải không? Có tiền bạc thì mọi người cùng nhau hưởng chứ. Cậu nhập buôn ống lòe bên kia nhập vào là bao nhiêu? 50. Hả, cái gì? Thật sự? Em có số điện thoại thường nhận có thể cho anh trực tiếp gọi điện thoại nhập hàng, nhưng mà có điều kiện nha. Cái gì? Anh phải sớm cho em thừa gian hàng chợ đêm nửa năm, đồng thời điện tích vài đầu lớn. Cái này không thành vấn đề. Chỗ này đã đủ to không? À, đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn anh Trần đã chăm sóc nhé. Chuyện nhỏ thôi. Alo, các người bên đó bây giờ có quần ống lè không? Chúng tôi ở đây bán buồn. À, đúng 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 đúng. Tôi chính là muốn lấy sỉ quần ống lè. Dù là vô nghiệp thì chính, anh ở Chiêu Hải tất cả đều tốt. Dù nào thì sắp phải đến Chiết Hải đã học đại học rồi. Anh đang muốn vô nghiệp và tiêu chính, nếu như có thể chị nên đi. Mùa nào sắp đến Chiết Hải rồi. Anh muốn tiêu nghiệp tiêu chính, nếu có thể đến chị nên đi, một nhà chúng ta lại có thể đoàn tụ. Chẳng qua nếu như vô nghiệp và tiêu chính cùng đến Chiết Hải thì chỗ ở ngược lại là vấn đề lớn đây. Bây giờ thuê phòng tính ra chất lượng và giá thì không bằng mua nhà. Tổng thể khoảng 70 mét vuông ở trung tâm, ở khu chung cư. Thơm thủ tục thì giấy tờ khoảng 5.000 đồng. Nếu như là đối diện nhà tiêu đó lại nông thôn, sân nhỏ khoảng 8.000 đồng. Nhưng mà diện tích này khoảng 120 mét vuông. Nếu về sau cải tạo tương lai thì lợi ích thu được cũng hơn chung cư nhiều. Còn chuyện vô nghiệp và tiêu chính chuyển trường thì con phải nhờ sự giúp đỡ của anh ấy rồi. À, Vũ Khang, là em Vũ Phong nè. Là Vũ Phong à, tiểu tử cậu là ở Chiếc Hải lâu như vậy, thế nào rồi? À, ca tố, cảm ơn anh Khang quan tâm. Hai ngày này em chuẩn bị quay về thành phố Linh Thủy. Anh Khang à, em ở Chiếc Hải có chuyện cần sự giúp đỡ của anh. Ồ, không có gì. Quay lại thì chúng ta hẹn bữa cơm. Lúc trước, giúp việc lớn như vậy vẫn chưa cảm ơn cậu. Anh Khang cách ký rồi. Tiên bối thường nói bố mẹ em đã giúp anh giúp em giành lấy nhiều như vậy, hẳn là em cảm ơn anh. Điều đó là điều nên làm. Tiểu tử cậu đến Lĩnh Thủy gọi điện cho tôi nhé. À, yên tâm anh Khang à, vậy em tắt trước nha. Chuyện Du Nguyện và Tiểu Chính trực tiếp nói với Khang Tiên Trung thì tốt hơn. Nhờ người giúp đỡ vẫn là phải chú ý mọi mặt. Chính anh. Anh muốn nhiều thức ăn vậy? Ừ, chị em tham lam tới kìa, đều là của nhà mình đấy. Đi về nhà lại ăn. Ấn chị hay, anh đã về rồi nè. Anh sao đột ngột lấy quay về rồi? Có chuyện muốn thương lượng với các em, vốn dĩ là viết thư nhưng mà chưa gửi được qua đây.
Anh làm cơm trước đi. Lúc nữa thì chúng ta vừa ăn vừa nói. Yuna đi đại học thì có mọi chuyện hại. Để cho hai em ở nhà thì anh không yên tâm. Cho nên anh dự định để cho Vũ Nghiệp Tiểu Chính chuyển trường đến Chiết Hải đi học. Chúng ta một nhà sống cùng nhau như thế nào? Được nghe anh hết. Đi thành phố lớn à, chuyển trường dễ chuyển không? À, không dễ. Dễ nói thì buổi tối anh tìm Khang Tiến Trung hỏi xem. Nhà máy thép Linh Thủy. Giờ này trong nhà máy hẳn là sắp tan làm rồi. Mình ở bên ngoài nhà máy đợi vậy. Anh Khang. Ở Du Phong. Tiểu tử cậu quay lại khá nhanh nhỉ. Ăn cơm chưa? Đi đưa cậu đi ăn cơm. Anh Khang em ăn rồi. Chiếu là đưa anh chút đặc sản ở thành phố Chiết Hải. Anh Khang. Em muốn đem Vô Nghiệp và Tiểu Chính chuyển đến Chiết Hải đi học. Hử? Anh xem có thể giúp được không? Du Phong à, cậu đấy là cũng quá khách khí rồi. Dù là ở thành phố Chiết Hải học đại học, em cũng ở thành phố Chiết Hải phát triển. Đến khi đó thì Vô Nghiệp và Tiểu Chính lại không có người chăm sóc. Anh Khang, anh nhất định phải giúp em chuyện này nhé. Chuyện trường thì tôi giúp cậu hỏi xem. Vấn đề hẳn là không lớn, nhưng mà tiền này thì không cần đâu. Ôi anh Khang, Du Phong mà. Cậu lại như vậy thì chuyện này tôi liền còn đáp ứng nữa đâu. À, nếu đã như vậy thì cảm ơn anh Khang. Sau này nếu như anh còn giúp đỡ gì tôi cho em thì chỉ cần tìm em. Nhiều người nhập buồng ông liền như vậy sao? Ai thật là điên còn mà. Chị Dân Dân à, xảy ra chuyện rồi. Hả, xảy ra chuyện gì? Trên lầu lối vào cũng đang bán quần ống lụa. Trong cả cái trung tâm thương mại chỉ còn bán quần áo thì đâu đang nhập hàng quần ống lụa bán đi. Chỉ là cái gì? Quần ống lụa ở núi vào nhà chỉ bán có 44 đồng một cái thôi. Có gì? Bán 44, thấp nhất nhập vào cũng là giá 45 rồi. Còn là rất ít hàng rồi chứ. Anh ta ở núi vào nhà bán 44 bán lỗ sao? Các chủ tiệm khác đều đang nói chuyện này, nhãn hiệu chất lượng đều giống nhau nhưng mà chỉ bán với 44 đồng. Nhập hàng trực tiếp tại xưởng, bán phá giá 44 đồng đây. Đi, chúng ta đi lên xem. Vô phòng. Hàng của tôi đến rồi 50 cái. Anh Tần à, anh Tần là có tiền. Có tiền gì chứ, miệng khắp nơi thôi, giấy nợ chồng chó kìa. Cậu trước đây bán quần ông lòe, buôn bán khá tốt, vậy anh chút đi. Khi bán hô như thế nào? Được à, anh, không vấn đề, em gì anh nhé. Anh Tần à, anh liền ở chỗ gian hàng em bán trước đây. Nói là ông chủ trước của gian hàng đó, ông chủ đích thân bán hàng càng có thuyết phục hơn. Được. Tôi Tần nhất cậu cuối cùng cũng đi trên con đường phát tài rồi. Vẫn ông lè nhập trực tiếp tại xưởng này để thằng ông chủ bán hàng bán lỗ vốn 110 đồng một cái đây. Là quán trước đó sao? Đúng đúng, tôi là ông chủ. Cho tôi một cái cờ nhỏ. Được 110. Bấy vợ là không ngờ rằng cách của tiểu tử này lại linh tính như vậy. Mới hôm một tiếng đã mở hàng được rồi. Bây giờ quần ông lè vẫn giá 110 sao? Hả? Không phải ở đây mua quần ông lè. Anh ta là dân thường chưa? Không phải. Cô người phụ nữ này cái gì? Là anh nói quần ông lè như vậy. Ở trong trung tâm thương mại Bách Hóa chỉ có 44 đồng một cái thôi. Cái gì? Cô nói bán bao nhiêu? 44 đồng. Không thể nào. Trung tâm thương mại kia khẳng định là bán không biết là hàng nhái gì rồi. Chỉ còn giống nhau như đúc thì bán 44 đồng. Tôi chỗ quần này anh tặng cho cô luôn. Cái này tôi vừa mới trung tâm thương mại Bách Hóa mua 44 đồng một cái nè. Mọi người xem có phải giống nhau không? Giống hệt nhau luôn nè. Cậu tên thường nhận bụng dạ độc ác này. Người ta bán có 44 đồng thôi, cậu bán 110 đồng. Ừ, đúng là gian thường. Ôi, cái này cũng quá độc ác rồi đi. Một cái 44 đồng. Vậy chỉ có một khả năng. Chính là hường đầu nguồn của nhà phân phối bên kia thay đổi giá thấp nhập hàng, sau đó bán ra vì giá thấp. Ui, làm sao có thể chứ?
Không phải chùa Vạn Phụng. Tiêu đoá. Tiêu đoá. Trong cũ vừa tan làm à? Dạ. Vậy em bây giờ có thời gian không? Muốn đi dạo cùng nhau không? Đi đó à? Tâm trạng không tốt sao? Đi đó à? Chuyện của dù nè, anh đã nói với em rồi nhỉ? Em ấy thì phát huy rất tốt, 1 tháng nữa đến Chiết Hải học đại học rồi. Vậy thì đó, em đã đi thành phố Quảng Hải chưa? Bây giờ bên đó còn được cô là kiềm đồ thời trang rồi. Còn có anh lần trước bán hết hàng, quay về thành phố lên thương một chuyến. Từ đó em làm sao vậy? Anh quay về, vì sao không nói cho em? Em còn cho rằng anh không quay lại nữa đó. Hả? Đi. Chiều Phong, em chạy không nổi rồi. Tiêu đoán. Tiêu đoán. Em có phải là có chuyện gì phiền lòng không? Bố mẹ lại ép em có phải không? Tiêu đoán. Trước kia kinh doanh vườn ông lẻ anh kiếm được một chút tiền. Anh bây giờ là vạn nguyên hộ rồi. Thật sự em cũng cho rằng quần kia thật sự một cá chiếm hai hào đấy. Là thời đó tiêu đó. Qua tốt rồi, hay là ngày mai chúng ta đi quán cơm Quốc Anh ăn mừng. Em mời anh, em vừa mới được phát lương. Thì đó à, bây giờ anh chắc là góp chắc thì có thể mua được nhà ở thành phố Chiết Hải rồi. Chúng ta khẳng định là sẽ còn giống như trước kia, sống như ngày cơ khổ nữa. Mặc dù lời này của anh em có thể không tin, nói cho cùng anh vốn dĩ thì đối với em thì quá tệ rồi, nhưng mà anh bây giờ vẫn hy vọng em có thể tin anh một lần. Anh nhất định đối tốt vì em gả cho anh nhé. Dự phòng mà anh có thể cho em chút thời gian không? Người trong nhà em được. Dự phòng mà thời gian không còn sớm nữa. Anh đưa em về 5.000 đồng đó, tưởng mình bố à, đừng có gấp gáp mà. Lại không phải mất tất cả, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài muốn thôi. Bố à, từ từ nghe con nói đã. Bố à, chuyện là như vậy, vốn dĩ kế hoạch là đều tốt, kết quả càng tiến lại lâu mà không biết đột nhập một lô hàng tại xưởng trực tiếp bán với giá 44 đồng. Bố à, chuyện như vậy vàng vàng nói ở trong trung tâm thương mại làm như vậy thì giá họ kia là vì thu hút sự nổi tiếng mới làm như vậy. Đúng, con đã hỏi riêng nhà cậu ấy, riêng nhà giúp cậu ta số lượng hàng cũng không nhiều, nhiều nhất là bán mấy ngày, đến lúc đó lại sẽ tăng lên 110 đồng, tăng về 110 đồng. À, đúng, 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 bà chúng còn trước dự trữ hàng, đợi giá tăng lên thì lại bán hàng cũng không muộn. Không nên mù quáng, ổn định mà làm. Cái trung tâm thương mại đáng chết này, nhiều người như vậy đều nhập hàng, lại không phải chứ mình chúng ta còn sợ không qua được cái tình càng tiến lại. Vô phòng mà không phải nói 2 ngày này tới Quảng Hải bàn chuyện kinh doanh với mới sao? Sao lại cho đến vậy? Ngày mai đi. Đúng rồi anh Từ à, anh đi làm ở đâu vậy? Công ty thương mại quốc tế Hoàng Hải, nhớ trước là đã nói với cậu rồi mà. Đúng hả? Không sao anh Từ à, chúng ta gặp lại rồi nói nhé. Đến rồi ạ. Vô phòng. Ngại quá anh Từ à, có chuyện làm trở nên mù một chút. Không sao không sao. Đúng rồi vô phòng à, cậu trước nói với tôi không dự đến tiếp tục bán ống quần lè nữa, vậy về sau dự đến làm cái gì anh Từ? Giờ tới tính chất công việc của anh hẳn là biết, vào tháng 9 năm 79, phòng triển lãm nông sản ở vành đai Ba Phi Đồng Tokyo mở một lần triển lãm đặc biệt. Nhớ chưa? Triển lãm không còn là cái kiểu mà cái loại sản phẩm nông sản rồi, mà là rất nhiều sản nghiệp ở sản phẩm hiếm lạ như là kim chỉ đồng hồ, đeo tay, đá thạch anh, xe đạp, con có thể thay đổi tốc độ xe chạy. Dù sao đây cũng là khởi nguồn triển lãm của các chỗ sẽ xuất hiện như là măng mọc sau mưa. Nào là hội triển lãm trang phục, hội triển lãm làm đồ dùng trẻ em, hội triển lãm đồ dùng gia đình, hội quá nhiều rồi.
Đúng vậy, đặc biệt là năm 81 công ty đồ chơi của hai thành phố Thượng Hải và Bắc Kinh còn kết hợp lại tổ chức hội triển lãm làm đồ chơi nhập khẩu. À đúng vậy, tôi đã đi xem, mặc dù không to nhưng mà những đồ chơi kia đặc biệt là hiện đại. Nhưng hội triển lãm ở năm 84 cũng chính là năm sau. Đến lúc đó thì vẫn sẽ tổ chức. Hả? Năm sau? Tì nói thôi. À, nói như vậy thì hội triển lãm lúc đầu là cách nhiều đơn vị xử lý hàng tồn động. Đến tận thời đại 80 thì hội triển lãm mới dần dần từ thủ đoạn nhìn nhất giải phóng hàng tồn kho, biến thành đại từ cao cấp. Có người thì phát vọng đồ thì mới bên ngoài, thì cuộc sống độc thân lại quá nhàm chán. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho quần ông lòe có tình tình hành, mặc dù đắt đỏ nhưng dạo dáng cá tính lại là đồ cao cấp. Anh Tư à, chúng ta có thể ở chợ đồm thành phố Chiết Hải bên kia tổ chức một hội chợ triển lãm. Hả? Mở hội chợ triển lãm á? Ở thành phố Chiết Hải sao? Phải làm như thế nào? Quy trình hội triển lãm rất là phức tạp ý. Đúng là có chút rườm rà. Nhưng mà anh Tân à, nếu như anh có nguồn hàng công ty, toàn bộ sự việc sẽ biến thành rất là đơn giản. Tìm được công xưởng bán sản phẩm cùng với bọn họ bàn thủ tục liên quan đến hội triển lãm, thì thành phố Chiết Hải khả năng tiêu dùng không thấp. Chuyện có lại thì chắc chắn những công xưởng kia chỉ không tự tuyệt. Chỉ còn nhiều công xưởng muốn triển lãm bán hàng thì lại cùng với người quản lý thành phố Chiết Hải ở bên kia bàn chuyện, thì sau đó nộp phí sử dụng hội triển lãm bán hàng, nhà xưởng và người quản lý thì mỗi người cùng nhau kiếm tiền. Em cảm thấy xác suất bán thành rất lớn. Vậy hai chúng ta từ đâu kiếm tiền? Rồi đơn giản, chúng ta có thể tự xưởng trang phục, đặt một số quần áo kho bán trực tiếp bày ra ở trên hội triển lãm bán hàng, mở sự nổi tiếng của hội triển lãm bán hàng, bán trang phục của mình. Có ý gì? Nói đơn giản hơn chính là chúng ta cùng công xưởng khác cùng nhau bán hàng, nhưng bán sản phẩm lại không giống nhau, tự nhiên cũng sẽ không liên quan tới cạnh tranh. Sau đó thì mượn sự nổi tiếng của hội triển lãm bán đồ của chúng ta, sân bãi của chúng ta sẽ cung cấp miễn phí, còn giúp cho sản phẩm tồn kho của bọn họ tìm được đường đi, có tiền mọi người cùng kiếm. À được, vụ vòng mà chuyện này tôi nhìn được đó. Vậy từ chúng ta là từ anh em tính toán rõ ràng, tiền nhập hàng công xưởng chúng ta mỗi người ra một nửa, lợi nhuận thì trực tiếp gì đâu. Nói như lỗ vốn thì chúng ta mỗi người gánh một nửa thế nào? Được. Vô phòng mà chúng ta nên làm cái gì trước? Để em liệt cờ cái loại nào đối với chúng ta có lợi nhất thì chúng ta lại đi liên hệ với nhà máy. Bước đầu kế hoạch của chúng ta khẳng định là bán trang phục và trang sức và nữ sinh. Bọn họ chủ yếu là chi tiêu khoản này. À được được. Lão thật à, người này ngay thẳng là tôi đã liên hệ với một sườn dở nói chuyện nhất, đồng thời vẫn chưa có lợm phách gì. Thời đại xe đạp